Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ hơn buổi sáng của ngày 29 tháng 1 năm 2022. Những ngày cuối năm thật sự không yên bình với rất nhiều người. Có thể nói câu chuyện chị Lan trong cái năm tuổi của mình, nếu tính tuổi mụ thì chị Lan, cục trưởng của Cục Lãnh sự, năm nay vừa tròn 49 tuổi. Người ta nói 49 chưa qua thì 53 đã tới. 49 tuổi chị đã gặp năm hạn, khi mà chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Thì với thông báo mới nhất của Bộ Công an thì chị Lan cùng với cả cục phó, cùng với cả hai đồng đội của mình, hai đồng chí của mình đã bị bắt. Cú có thể nói rằng là cú bắt và củi lửa này rất bất ngờ, bởi vì không ai nghĩ tới cái việc mà đốt lò ở Bộ Ngoại giao cả. Chúng ta ở đâu đó chúng ta vẫn nhìn thấy và rộ lên một cái thời kỳ, ngay cả tôi cũng có một vài clip liên quan về những cái việc mà chuyến bay giải cứu có thể nói là gấp 10 lần, gấp 10 lần. Cái giá gấp 10 lần thì lúc đó người ta nói rất nhiều về chi phí cách ly chống dịch rồi vân vân và mây mây. Nhưng cuối cùng hóa ra tất cả là một cái sự giả dối. Chuyến bay này mang một danh nghĩa rất nhân đạo, rất nhân văn, chuyến bay giải cứu, nhưng thực tế lại giải cứu cho cái túi của rất nhiều người. Túi đang lép kẹp thì bây giờ lại dày thêm, và nó càng dày thêm đến cái mức độ không thể tưởng tượng nổi. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ngày xưa thì có nói rằng là tôi đi nhiều nơi và thấy rằng, phải dùng rằng là bọn nó ăn không từ một thứ gì. Câu chuyện đại dịch mọi người đã quá khổ rồi, quá khổ rồi, người dân bị bần cùng hóa rồi, thế nhưng vẫn có những người mà họ sẵn sàng có thể nói là trục lợi trong đại dịch, và với số tiền mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vào tối ngày hôm qua thì nhà báo Đỗ Tuấn Minh của truyền hình An ninh TV có đưa lên một cái thông tin mà có thể nói rằng là có thể gây sốc rất nhiều người nếu chúng ta tưởng tượng ra cái số tiền đó. 200.000 người nha các bác, chứ không phải 170.000 người như anh ấy nói. Các bác có thể thấy thế này, mỗi chuyến bay thì là 300 người và thu được 4,6 tỷ trên một chuyến. Nhân với 170.000 người thì bằng bao nhiêu? Ok, chia tiền. Để có thể nói rằng là thu lời như thế nào thì tôi xin chia sẻ với các bác. Tổng doanh thu thì là 9 tỷ 180 nghìn, bao nhiêu người đấy. Rồi chi phí tàu thì là hơn 2 tỷ rưỡi. Chi phí khách sạn là 1 tỷ 6. Chi phí y tế là 244 triệu, vân vân đấy. Chi phí hoàn một lần TE là 68 triệu, bao nhiêu đó. Hoàn một khách F0 thì là hơn 8 triệu. Và còn lại một chuyến là đã thu được 4,657,8 tỷ đồng. Các bác thấy khủng khiếp chưa? Các bác thấy khủng khiếp chưa? Có thể tưởng tượng được rằng là ai đó phải chịu trách nhiệm về việc này hay không? Và các bác nhân giúp tôi lên xem rằng là con số này là như thế nào? Một trăm bảy mươi nghìn người thì bằng bao nhiêu? Một chuyến bay thì có bao nhiêu người? Và cứ nhân lên 170.000 người thì là bao nhiêu tiền? Một con số vô cùng khủng khiếp mà người ta trục lợi bất cứ đâu. Bà Lan cùng với cả cục phó, cùng với cả một số người của mình thì báo cáo với các bác là bị tội là nhận hối lộ. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự, ông Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng cục lãnh sự, và các bị can là ông Lưu Anh Tuấn, ông Lê Tuấn Anh và ông Lưu Tuấn Dũng, thì các bác thì đã bị nhận hối lộ, tội là nhận hối lộ. Chúng ta cùng ngắm kỹ lại hình ảnh của những con người này, trông tất cả đều rất là sáng sủa, rất là sáng sủa. Nhưng mà có một cái điều như thế này,
Xin báo cáo với các bác có một cái điều như thế này. Còn ai nữa hay không? Còn ai nữa hay không? Bởi vì tôi xin chia sẻ với các bác một cái status đơn giản như thế này để chúng ta thấy rằng là khi mà điều tra họ về tội nhận hối lộ ấy, thì các bác có thể thấy trên màn hình của các bác là anh Đoàn Hiếu Minh. Và anh ấy có nói rằng là khi các quan chức cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị bắt về tội nhận hối lộ vì cấp phép cho các chuyến bay giải cứu. Đó. Câu hỏi đặt ra là các hãng hàng không hay các cá nhân cụ thể nào đó có bị truy tố về cái tội là đưa hối lộ. Các chuyến bay quốc tế bình thường thì giá cao nhất thì cũng chỉ là 700 hoặc 800 đô la. Nhưng các chuyến bay giải cứu thì có giá gấp 10 lần. Có đưa thì mới có nhận. Có nhận thì mới có giá trên trời. Chán là báo chí vẫn chưa đưa tin thật tự hào và tinh thần hỗ trợ đồng bào của các hãng hàng không. Đúng không? Số nhận là bao nhiêu chúng ta cũng chưa biết. Nhưng bằng một phép tính nhẩm như tôi vừa chia sẻ với các bác đấy, thì có thể nói rằng là một con số lời cực kỳ khủng khiếp. Và cái số đưa qua lại thế này cũng cực kỳ khủng khiếp. Bộ Công an vẫn đang điều tra và những người như là bà ấy thì bị nhận cái tội là tội nhận hối lộ, phạm cái tội là nhận hối lộ. Vậy thì ai đưa hối lộ? Đưa bao nhiêu? Đưa bằng hình thức như thế nào? Hóa ra chúng tôi cứ tưởng vụ việc này nó chìm xuồng rồi, báo cáo các bác là như vậy. Trong lúc tâm dịch lớn nhất ấy, thì cũng có rất nhiều người, người ta băn khoăn về cái việc này. Băn khoăn về cái việc mà giá rồi là đi chuyến rồi là vân vân, rất nhiều. Thế nhưng á, lúc đó mọi người giải cứu và mọi người cũng chỉ nghĩ rằng là lúc này là khó khăn cho nên đội giá lên việc bình thường. Chúng tôi là những người ở trong nước, chúng tôi cũng không nghĩ rằng là lại khủng khiếp đến mức độ như thế. Cho tới một ngày có một bạn, bạn ấy viết ở trên một cái trang Facebook. Bây giờ thì bài viết đã bị gỡ rồi, rất đáng tiếc. Tôi nhớ đợt đó bạn ấy có viết và nói rằng là cái cách đi làm thế nào để mà giảm thiểu chi phí nhất, vẫn đảm bảo chống dịch và vẫn đảm bảo chống dịch và chi phí nó lại giảm đi rất là nhiều. Đó. Các bạn ấy không bay thẳng về Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, không bay về Nội Bài hay là Tân Sơn Nhất mà sẽ phải đi vòng đi vèo, nhưng mà chi phí thì giảm đi rất nhiều. Và cũng không phải mặc những cái bộ đồ có thể nói rằng là trông giống như chuột chũi. Một số người khi mà bốt ảnh con mình lên thì cũng nói rằng là duy nhất ở sân bay chỉ có mỗi hành khách từ Việt Nam đi về là bị như thế. Trong khi đó, các chuyến bay giải cứu và cáo với các bác, ngay cả khi bình thường mới, vẫn có giá như vậy. Đành rằng có thể nói trong cái lúc mà dịch tâm điểm nhất, cả thế giới cũng cùng phòng chống dịch, thì cũng có những cái chi phí phát sinh nọ kia nào đó. Nhưng đến khi mà cả thế giới cũng đã bình thường mới rồi, mà chúng ta vẫn cứ áp dụng cái phần đó, thì có nghĩa rằng là hình như có một cái điều gì đó nó bị vênh ở chỗ này. Và cái sự trục lợi trên nỗi đau đồng bào, trục lợi trên nỗi đau đồng loại rất khủng khiếp. Chúng ta thử nhìn lại và các bác thử tính toán giúp tôi xem rằng là cái số tiền này là như thế nào. Theo lời của anh Đỗ Tuấn Minh, chúng ta thử tính lại một chút nhé. Mỗi chuyến thì là 300 người và thu là 4,6 tỷ cho một chuyến. Nhân với hơn 170.000 người thì bằng bao nhiêu? Vậy thì chúng ta chỉ thấy rằng là 170.000 người này mà chia cho 300 thì ra được cái số chuyến. Và ra được cái số chuyến bay thì chúng ta nhân với 4,6 tỷ lên thì là bao nhiêu? Tôi sẽ cùng chia với các bác và mọi người. 170.000 chia cho 300 thì bằng 56 chuyến bay giải cứu, 56,6 chuyến và nhân với 4,6 tỷ thì chúng ta sẽ có được con số đó là 260 tỷ. Và theo tôi được biết, con số nó lớn hơn hẳn 170.000 người nhiều. Rất khủng khiếp. Chia thế nào? Cục lãnh sự thì có bao nhiêu người đâu? Không biết các bác chia có giống như tôi nói, giống như tôi chia hay không? Không biết còn điều gì, còn điều gì để chúng ta còn nói và chúng ta còn kỳ vọng. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng á, có một cái, có một cái
Thế này, chúng ta cũng có thể thật cẩn trọng bởi vì một số người có nói nọ nói kia. Thế nhưng á, tôi chỉ xin chia sẻ với các bác rằng là phanh phui vụ việc này cũng chính là những người cộng sản. Đó, họ đổ lỗi về cộng sản nọ kia, nhưng mà phanh phui vụ này ra thì cũng chính là những người cộng sản. Chúng ta phải hiểu rằng cũng có người nọ, có người kia. Và tôi nghĩ rằng là Bộ Công an khi làm cái điều này là hưởng ứng tinh thần tích cực mà Tổng Bí thư truyền xuống. Đó chính là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và có thể nói rằng là bất kể người đó là ai, đúng không các bạn? Nhìn lại hình ảnh background củi lửa mà chúng ta cũng thể thấy rằng là chúng ta đang tích cực chữa trị, và càng chữa trị mạnh bao nhiêu thì báo cáo với các bác, cơ thể chúng ta càng lành lặn lại bấy nhiêu. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.